nhằm thu thập ý kiến cử tri để phục vụ cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối nhiệm kỳ 2016-2021 và giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam do đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng vừa có cuộc tiếp xúc gặp gỡ với 200 đại biểu cử tri tại thành phố Hội An. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu cử tri thành phố đã phát biểu nhiều ý kiến liên quan đến việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu thương binh nhẹ tại phường Thanh Hà, quy định tách thửa đất ở xã Cẩm Kim, chế độ cho người có công với cách mạng, chủ trương phát triển cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Thanh Hà và các quy định liên quan đến tiểu thương chợ Hội An. Những vấn đề cử tri Hội An quan tâm trên phạm vi cả tỉnh đó là cơ sở thiết bị tại Bệnh viện Nhi của tỉnh, việc bồi thường thiệt hại tại thủy điện Đắc Mi 4, tiến độ giải tỏa đền bù và thông tuyến cầu Cẩm Kim tại thị xã Điện Bàn. Cùng với đó, cử tri Hội An đề nghị tỉnh có chủ trương giải pháp phù hợp khi mở cửa đón khách du lịch, cần có chế độ cho cán bộ bán chuyên trách ở các xã phường, cơ chế cho vay phát triển sản xuất, v.v. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu và cho biết, tới đây tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ có văn bản trả lời cụ thể những vấn đề mà cử tri thành phố quan tâm.